Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sạp bán đồ gia vị từ lớn đến nhỏ đều có bán loại tỏi trắng, tép to, vỏ mỏng. Khi được hỏi, một số tiểu thương cho biết đây là tỏi Hà Nội. Con mua xong đi, chút nữa con xuống dưới con coi. Cái tép tỏi nó bự như vậy mà nó lại ngon, tỏi tỏi vậy. Thì hai cái loại này khác gì nhau không? Hai loại này khác gì nhau không? Sao cơ? Hai loại này. Cái này 25 ngàn, này 35 ngàn. Ý là nó khác gì nhau không hay là một loại hết? Một loại nhưng mà cái lọc vỏ, cái không lọc vỏ. Tỏi Hà Nội hết luôn hả? Ừ. Sáu lon, một ký tỏi có 25 ngàn, 6 lon. Trong khi đó cũng loại tỏi tép lớn và mỏng trắng muốt này và câu hỏi xuất xứ từ đâu? Các sạp hàng gia vị khác lại khẳng định là tỏi Trung Quốc. Cái tỏi này nó có vấn đề gì không ạ? À, cái tỏi này thì rất ngon, cái tỏi này là tỏi Trung Quốc này. Ý là cái tỏi này ăn có bị sao không? Để riêng, ăn cũng được mà nó không có thơm. Qua đó có thể thấy để bán được hàng, không ít tiểu thương đã ngang nhiên thay danh đổi họ cho tỏi Trung Quốc thành tỏi Việt. Đáng chú ý hơn, cùng một loại tỏi nhưng chênh lệch giá lại rất lớn. Nơi này bán 25.000 đồng một ký, trong khi nơi khác bán 80.000 đồng một ký. Dù mức giá hỗn loạn nhưng theo các tiểu thương, tỏi Trung Quốc vẫn là mặt hàng nông sản ngoại nhập bán chạy nhất, lấn át hoàn toàn Hà Nội. Thực tế, tại hầu hết chợ dân sinh trong nước hiện nay đều có bán tỏi Trung Quốc. Khách cần số lượng ít nhiều từ vài chục ký đến vài tạ đều có hàng để cung cấp. Không riêng gì Việt Nam, theo số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Mỹ, hiện nay trên 80% lượng tỏi bày bán trên toàn cầu cũng có xuất xứ từ Trung Quốc. Với tình trạng loạn giá tỏi như hiện nay, người tiêu dùng đang bị thiệt thòi khi mua giá chênh lệch quá nhiều. Để chọn lựa được đúng loại tỏi an toàn, chất lượng, quý vị có thể tham khảo những dấu hiệu cơ bản khi phân biệt tỏi Việt và tỏi Trung Quốc sau đây. Quan sát bên ngoài, tỏi Trung Quốc củ to, vỏ mỏng, màu trắng muốt. Tỏi Đà Lạt củ nhỏ hơn, có màu tím nhạt, vỏ dày. Còn tỏi Cô Đơn Đà Lạt chỉ có một tép duy nhất, củ nhỏ, màu tím nhạt. Quan sát bên trong, tép tỏi Trung Quốc to, ít chụm vào nhau, trắng nõn, dễ bóc. Tỏi Đà Lạt màu hơi ngã vàng, khó bóc. Về hương vị, tỏi Trung Quốc hơi hăng, ít thơm. Tép tỏi khi cắt ra hơi khô, trong khi tỏi Đà Lạt thơm nồng đặc trưng. Tép tỏi khi cắt ra có nước.